Khi tôi lên đây thì cỡ 6 rưỡi tôi bắt đầu xuất phát từ chùa. Tôi nghe cái máy là làm cái tung một cái. Tin nhắn. Tôi mới nói mấy cái ông này mới bây giờ mà hối gì vậy, tức là tôi tưởng Hoàng Pháp hối tôi. Nó nói 7 rưỡi mới bây giờ mà làm gì hối. Tôi nghe cái tung vậy, tôi không mở máy. Lên đây tôi mở máy tôi ra, té ra là oan cho Hoàng Pháp, không phải Hoàng Pháp tung mà một phu quân của quý vị tung. Nghe tin nhắn này em đọc cho nghe. Muốn nghe không? Tin nhắn như thế này để chia vui thôi, chia vui với người đó và chia vui nay. Ổng nhớ rồi. Sáng nay sư phụ đi giảng Hoằng Pháp, sư phụ hỏi cho con ngày mai mấy giờ là được ra để con đón vợ con về. Có vậy đó. Ở nhà thì cằn nhằn vậy đó. Chứ đi là thấy vắng. Thấy cái mâm cơm nó nghiêng một bên. Thấy cái nhà nó lành lạnh. Có một nhà thơ người dân tộc nào đó bảo như thế này: em cứ mãi cằn nhằn, kêu mưa rồi trách nắng. Ước gì em đi vắng được một ngày yên thân. Chưa đâu, cái đó mới tập 1, tập 2 mới hấp dẫn. Tập 2 này, em lặng lẽ ra đi, mênh mông nhà lạnh vắng. Ước gì nghe em mắng, vui tiếng em cằn nhằn. Nó con người mình lạ lắm. Ở gần nhau thì không hưởng thụ được cái hạnh phúc đó. Khi xa nhau, khi mất đi rồi thì ta mới thấy cái sự hiện diện của nhau, sự có mặt của nhau, đó là một hạnh phúc. Còn chuyện cằn nhằn là chuyện thường. Giống như chén mà úp ở trong cái sống đó, thì thế nào cũng vậy. Cũng lẹt kẹt lạch cạch với nhau, rồi cũng có sức, rồi cũng có mẻ. Giống vô tri vô giác mà nó còn thỉnh thoảng nó cũng cắn đắng nhau. Mình con người đủ thứ chuyện, làm sao mà đòi hỏi không có cằn nhằn được. Mẹ cằn nhằn con cằn nhằn mẹ, vợ cằn nhằn chồng cằn nhằn vợ, sư phụ cằn nhằn học trò cằn nhằn sư phụ. Có hết đó quý vị, không có giấu hàng đâu. Có hết. Vì ta là cõi của con người. Và một ngày nào mà quý vị không nghe lời cằn nhằn nữa, quý vị buồn lắm. Cho nên hôm nay Thầy nói với các vị, đừng đòi hỏi quá nhiều ở cuộc đời này. Và cũng đừng đòi hỏi quá nhiều ở những người thân của mình. Cũng đừng đòi hỏi quá nhiều đối với những người xung quanh mình. Và cũng đừng đòi hỏi quá nhiều ở bản thân mình. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Một trong những cái niềm vui mà hôm nay quý vị có mặt ở đây và có mặt được 7 bữa liên tục, đó là vui rồi. Có người muốn mà đâu có đi được đâu. Không đi được. Lý do đầu tiên, sức khỏe nó không bảo đảm, con cái nó không cho đi. Vì mình bây giờ là đang trong vòng quản lý của nó. Mình không phải quản lý nó, mà nó quản gì? Quản lý mình. Đúng không? Không đúng em chết liền. Quê vốn thôi, ngày xưa mình chăm sóc nó, bây giờ nó chăm gì? Chăm sóc mình. Trời ơi, sợ nó không chăm sóc chứ. Chó chăm sóc mình sướng chết bà đi chứ. Sợ mà nó không thèm dòm, không thèm quan tâm, không để ý. Thì mình mới gì? Mới khóc nước mắt vào trong. Chứ còn thôi, má ở nhà niệm Phật cũng được.
đi đó rồi sinh hoạt tập thể, nhà vệ sinh, chỗ ăn, chỗ ngủ, phơi phóng, tắm giặt, tụi con không có điều kiện. Mà các thầy trên đó, đạo tràng đó làm sao có cơ hội để chăm sóc được hết tất cả được. Rồi má ở nhà má niệm Phật giùm con để con yên tâm. Tuy mình không đi được nhưng mà mình cũng cảm thấy vui. Đó là lý do sức khỏe. Cho nên quý vị nào mà sức khỏe đủ tự tin, chân cẳng đủ tự tin, đôi mắt vẫn còn tự tin, đôi tay vẫn còn tự tin, lỗ tai ai chửi mình nghe được, lỗ tai ai nói lời yêu thương mình nghe được, lỗ tai còn nghe được tiếng chim hót, được nghe tiếng ve kêu, được nghe tiếng mèo kêu chó sủa, thì vẫn còn hạnh gì? Hạnh phúc. Vẫn còn những niềm gì? Những niềm vui. Ở đây đạo tràng và còn hai đạo tràng nữa ở đâu đó em không biết. Hồi nãy ổng dọa tôi là ông nói ông liệu hồn đó. Không phải chỉ có cái bọn ngồi đây đâu, còn hai bọn ngồi chỗ khác nữa. Ông phải quan tâm hai bọn kia nữa. Chứ ông chỉ dòm bọn này ông giảng, mà ông không dòm cái bọn kia là nó giết ông đấy. Nãy thầy MC dọa tôi rồi, cho nên tôi phải thỉnh thoảng phải nhắc tới hai cái đạo tràng không được cái không gian để ngồi đây. Đương nhiên đó cũng là một thiệt thòi. À, mình đi nghe nhạc sống nó đã hơn. Đi nghe nhạc sống nó đã hơn, mua vé 200-300 vẫn coi nó sướng hơn là ở nhà coi tivi. Cho nên quý vị được ngồi đây cũng là những niềm vui của mình. Không phải quý thầy thiên vị ai có thể sắp xếp theo số thứ tự, theo số đăng ký thôi. Biết nghe Pháp và không có đăng ký chương trình ngủ để mà ngồi hàng mặt tiền, rồi hộ khẩu thành phố, rồi nhà ở gì đấy, ba mặt, bốn mặt tiền kiểu này mà quay vô thấy ngủ quê lắm. Hỏi nhỏ thôi, để ở nhà nó khỏi nghe, chứ ở nhà nó nghe nó chảnh. Nhớ nhà chưa? Nhớ chưa? Xạo. Chưa đi thì háo hức đi, mà tới ngày thứ sáu, thứ bảy là bắt đầu trông về. Trông về. Đó là những ngôi nhà nào có sự ấm áp. Đó là những ngôi nhà nào có trông mình về, thì mình rất muốn về. Bây giờ nhân nói chỗ này, tôi xuống tôi kiểm tra chút hổm rài, nghe mấy đề tài. Bắt đầu. Em mới lộ xong một đề tài rồi, ra khỏi nhà lửa là em nhắc hết bài rồi. Còn lại 4 bài, còn bài của em hôm nay là nằm đây rồi. Lật nè, lật nè, lật thì ưu tiên cho người lật, lật lật lắm. Đâu, con cúng dường cho đại chúng ôn bài, nghe hổm rài những đề tài nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, kính bạch quý Phật tử. Con nghe được đề tài tu đi cho đời bớt khổ. Mô Phật, đề tài đau khổ gì cái tôi của Thượng Tọa Thích Phước Tiến. Cứu bồ, cứu bồ. Nam mô Di Đà Phật. Con pháp danh là Tịnh Tác. Con xin trình bày những cái đề tài
hôm đầu Phật thất đó là hôm mình nghe đề tài thứ nhất của thầy Tâm Trường là người Phật tử mình phải giữ năm giới. Đề tài thứ hai là của thầy Thích Trí Tuệ là tu đi cho đời bớt khổ. Đề tài thứ ba là của sư cô Như Lan là bốn điều cần biết để sống an vui. Đề tài thứ tư của thầy Thích Phước Tiến là đau khổ vì cái tôi. Đề tài thứ năm của thầy Thích Đạo Quang là cốt lõi của kinh Địa Tạng phần 2. Đề tài thứ sáu là của Thượng tọa Thích Quảng Thiện là ta có những niềm vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả đệ tử và chính con đều trả lời được cả. Trời ơi, nó chơi hội đồng mới ghê. Trả lời nó chơi hội đồng, còn con bé này nó cầm cái bảng nó. Hôm qua tôi hỏi thầy Tâm Trường, hỏi 8 giờ mới giảng nha con. Ông nói dạ 7 rưỡi thưa thượng tọa. Tôi nói 7 rưỡi mới đưa nó lên ngủ sao sớm vậy. Thật sự là buổi sáng nếu mà không vận động nhiều mà ăn hơi no một chút là giờ này nó dễ chuyển qua chương trình ngủ. Cho nên em phải làm một số thao tác để cho quý vị chiến thắng được cơn ngủ. Chúng tôi ngủ là một chút xíu là em mang tiếng là giảng pháp hay. Hay đến mức mà đạo tràng nó chứng được ngủ thiền. Chứng hết cả đám luôn. Coi như là kể từ ngày ấy em đắc sâu vô cùng. Giảng ở đâu là ở đó chứng được ngũ thiền. Cho nên có thể ở đây thì không buồn ngủ, nhưng mà hai chỗ khác, hai chỗ khác không được tôi thọt lét. Không được tôi thọt lét trực tiếp. Thật thì nghe và thấy hình ảnh chứ, phải có nghe có thấy hình ảnh, nhưng mà không thấy tôi chơi nhạc sống nha. Cho nên rồi nhiều khi cũng buồn ngủ. Tôi gửi thông điệp tới hai đạo tràng ở nơi hội trường nào đó mà tôi không biết ha. Để chúng ta cùng nhau nhận diện được những cái niềm vui. Trong giáo pháp nhà Phật bảo rằng được làm người, được mang cái thân thể con gì? Con người là một hạnh gì? Hạnh phúc. Được mang thân thể con người rồi mà tay chân mặt mày đầy đủ không bị tật nguyền, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Và được trọn vẹn đi mấy chục năm trên cõi đời mà không bị đuôi què sức gì? Sức mẻ. Tới lúc liệm vô hòm hai chân mình vẫn còn nguyên. Liệm vô hòm hai tay mình vẫn còn gì? Tức là còn hai chân để cho người ta cột. Quý vị nghe không? Nó cột chân, nó đom vô. Sanh ra có hai chân hai tay. Đi trên cuộc đời 6-70 năm, 80 năm. Hồi nãy có một trưởng lão đón tôi.
Tôi hỏi bao nhiêu là 84. Đó, 84. Đó, trưởng lão đó. 84 rồi mà còn đi đón cái thằng 50 mấy tuổi này. Là một hạnh phúc. Đáng lẽ là tôi phải đón cụ. Mà cụ đi đón gì? Đón tôi, tức là còn hoành tráng. Còn hoành tráng mới đi đón được, chứ còn không là dễ gì đi đón được. Cho nên đi qua cuộc đời gần một thế kỷ. 84 rồi là gần một thế gì? Thế kỷ mà hôm nay còn được đôi tay đôi chân khỏe mạnh, đi cùng với ban nghi lễ, rước từ dưới phòng lên đây. Tôi vừa đi mà tôi vừa nghĩ, trong người mà nghĩ đến mình, người ta tắm mấy mà mình 53 ha. Dễ gì mà chơi được cha cha, xì lô chưa được, huống là tăng gô, nghe không? Đâu có dễ. Xì lô cũng không được chứ ở đó mà giải tăng gì đây? Tăng gô. Báo cáo với đại chúng là cỡ khoảng chừng 10 bữa trở lại đây, không biết mình làm cái việc gì hay là mình bưng cái gì nó trái thế mà cái lưng nó sao? Nó bị trẹo. Tôi bỏ lại Phật gần cả tuần lễ. Sáng nay tôi lại được, tôi mừng quá trời. Cho nên xin báo đại chúng, còn khỏe mạnh và còn lại Phật được là những niềm gì đấy? Là vui của mình. Báo cáo đại chúng. Tôi tưởng nó đánh tôi rồi. Tôi nói trời, mới 53 đánh sớm mà cha nội. Mới 53. Và em vẫn còn bon trên đường gì? Trên đường quê hương em băng qua những chạy đường dài đến đạo tràng kia, phải không? Em vẫn còn băng mà. Tự nhiên quánh em cái mà quánh ngắn ngay cái này là khó chơi lắm. Nằm mà trở qua mà hơi nhanh một chút, trời, nó thôi. Hoặc là đang ngồi mà đứng lên quá gì? Quá nhanh. Nó thôi. Hoặc là ngồi xe mà nó chạy mà nó dằn một phát là thấy mấy ông trời. Quý vị nghe không? Tôi nói thôi rồi là chết cha rồi. Mới 53 cộng lại mới 8 nút chứ nhiêu, chưa có bù mà. Chưa có bù mà cho tôi bù sớm quá vậy. Mà từ nhỏ tôi quýnh bài không có ăn. Cho nên tôi không có mê quýnh gì đây. Quýnh bài từ nhỏ chỉ có gì? Chơi gì mà lắc mà kêu 35, 47, 56, đó. Chỉ chơi cái món đó là còn được an ủi. Còn món nào cũng bị gì? Bị thua. Cho nên may mắn cho em, đời em không dính vô cái máu ham mê cờ gì? Cờ bạc từ nhỏ. Là em biết em đụng đâu là em thua gì? Em thua đó. Má cho được 10 mấy 20 đồng đó, hồi 78 mấy. Quý vị nhớ nè, xài đồng chứ không có xài ngàn bây giờ đâu. Tết mà được 10 mấy 20 đồng bỏ túi là chảnh lắm. Rồi chiều 30 một phát, cái mặt như bánh bao chiều. Mới chiều 30 thôi, chưa đón giao thừa là cái mặt như bánh bao gì? Bao chiều rồi. Hiểu không? Hiểu, thua sạch rồi. Vui xuân vui khắp mặt người, buồn xuân riêng để cho mình tôi thôi. Nghe không? Cho nên xui mà hên. Chính vì vậy mà mình ngay từ nhỏ không có cái máu cờ gì, cờ bạc. Đúc đầu vô nó quýnh cho nát gì? Nát mặt, chứ phải chi nó cho mình ăn thua là thế nào mình cũng ngu. Quý vị nghe kịp không? Nó cho mình ăn thua thế nào mình cũng ngu nhiều tập. Nghe nè, nhưng mà đưa cái mặt vô nó quýnh, bạc! Đưa mặt vô quýnh, bạc! Mang mặt máu về. Quý vị nghe kịp không? Giác ngộ liền.
ngu gì đưa cho nó quánh nữa. Cái đó cũng là niềm vui của đời tôi. Từ nhỏ mình không dính vô cái máu đỏ đen. Nghe nè, máu đỏ đen. Quý vị nên nhớ, máu đỏ đen cũng là một trong những thứ nỗi khổ của gì? Của kiếp người này. Nhất là gia đình mà có chồng, có con. Hoặc là xin lỗi các bà ở đây, các bà cũng có người có cái máu đó. Đó không? Khai thiệt đi, để em cầu an cho. Quên ăn bỏ ngủ, không đói, không khát, tu dữ lắm. Tu 52 chương. Còn tứ sắc thì bao nhiêu lá? Bao nhiêu lá? Thôi khai đại đi, mày đặt dấu chi? Tứ sắc là tôi biết nó bốn màu, còn bao nhiêu lá tôi không biết. 112 hả con? Ờ, khai thiệt đi con. Tôi thích ông này. Chân thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tứ sắc ba la, tứ sắc ba la nha. Không cần phải giấu hàng. Cái mừng nhất là mình đã vượt qua được nó. Cái mừng nhất là mình đã thắng được gì? Được nó. Trong phẩm ngàn của Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng là dẫu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là oanh gì? Oanh liệt. Thôi mình sửa lại là dẫu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng bài. Thắng bài là oanh gì? Oanh liệt. Nghe không? Rồi là dẫu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng đề. Thắng đề là oanh liệt. Oanh liệt. Rồi dẫu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình. Thắng mình là oanh liệt. Thế bây giờ là không bằng tự thắng gì? Thắng buồn. Thắng buồn là oanh gì? Oanh liệt. Rồi thắng sợ, thắng lo, thắng đố kỵ, thắng hơn thua, thắng đúng gì? Đúng sai, thắng tốt xấu, thắng khen chê. À, dấu tại bãi chiến đường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là oanh gì? Oanh liệt. Cái này Pháp Cú 103. Có rất nhiều cái mà mình ít có nhận ra đó là niềm vui. Hồi nãy Thầy nói là hôm nay quý vị còn khỏe khoắn, tự sinh hoạt được, chân cẳng không lệ thuộc, đứa nào phải dắt đi, không đứa nào ẩm vô ẩm gì, ẩm ra. Nghe không? Tự mặc đồ, tự thay áo, tự vào nhà tắm, tắm gội cho chính gì? Chính mình. Tự kỳ cọ, tự đánh gì? Tự đánh răng, tự rửa mặt. Quý vị biết, cái mặt mình mà kẻ khác lau, cái mặt của mình mà kẻ khác lau là rất khó gì? Khó chịu. Hồi nào giờ cái tay mình nó quen, bây giờ cái tay người khác rửa mặt cho mình rất khó gì? Khó chịu. Cái đầu mình gội, mình biết chỗ nào đang gì đấy? Chỗ nào mình ưu tiên và chỗ nào mình khuyến mãi, nghe không? À. Nhưng mà kẻ khác cứ gội nó đâu có biết chỗ nào là dùng sâu dùng xa đâu. Nó đâu có biết chỗ nào cần chế độ khuyến mãi nhiều đâu. Nghe không? Cho nên còn được khỏe khoắn giống như cụ đó. Còn đi rước tôi được có nghĩa là còn tự phục vụ được cho chính mình. Không phải lệ thuộc con nào thằng nào. Nghe không? Không cần người trợ gì, trợ giúp. Nếu còn tự làm món được cho mình ăn, mình thích ăn món gì, món nào mình tự nấu mình gì, mình ăn. À vậy thì bà đây không lệ thuộc món ăn đấy nè.
muốn mặn, muốn ngọt, muốn lạc gì đó, bà đây tự nêm và tự gì? Nêm. Nêm rồi thì phải gì? Nếm. Nghe nào. Rồi. Lúc nào bà muốn ăn, bà tự dọn, bà gì? Bà. Còn bà chưa ăn, đợi chút nữa bà ăn. Bà khỏi bị ai ép ăn. Quý vị nghe kịp không? Còn quý vị lệ thuộc thì 8 giờ nó bảo ăn, dạ thưa em ăn. Nhưng mà cái miệng nó chưa ngon, cái bụng nó chưa muốn gì? Muốn ăn. Nhưng mà 8 giờ phải ăn để nó đi làm, 8 giờ phải ăn để nó qua chương trình khác. Vậy là phải hạ họng ra giống như cái phễu vậy đó. Hạ họng ra giống như cái phễu để nó đưa vô. Đưa vô nuốt xuống rồi vô cả đó. Rồi có nhiều bà nổi chướng lên, ngậm vậy chứ không nuốt. Giống như trẻ con hồi nhỏ vậy đó. Mình đút cho nó ăn mà nó dở trò nó nhụm. Ngậm không vậy. Cái bụng chưa muốn ăn, cái miệng ăn không vô mà nó cứ đè nó nhét vô. Chứ đói là ăn liền, thèm là nuốt liền. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà cái bụng nó còn ít ít trong này, cái miệng không gì cả, mà nó cứ tới giờ rồi nó quất giống như tivi vậy đó. Tới giờ là mở kênh lên gì đó, à quất thôi. Rồi giờ ăn không? Thề nè, thề ăn không? Đút lần cuối nghe chưa? Đút lần cuối, một miếng cuối cùng nha. Thề luôn á, thề danh dự luôn á. À miếng cuối cùng, rồi nuốt đi, nuốt. Ừ, miếng cuối cùng thôi, thề nè, thề danh dự nè. À, thề danh dự nghe, rồi ok. Ăn. Rồi làm thêm miếng nữa, nhưng mà trong chén nó còn miếng nữa. Bây giờ nè, lấy danh dự của má ra nè ha. Hồi nãy là danh dự của con, còn bây giờ là danh dự của gì đây? Của má. Thề luôn bây giờ miếng này mới là miếng cuối cùng nè. Miếng cuối cùng. Đó. Cho nên được ăn và ăn tự chọn, ăn tự do, ăn tự lo, ăn tự lập là hạnh gì? Hạnh phúc. Ăn được rồi, nhưng mà cái ăn mình lệ thuộc người ta cũng đắng cay lắm quý vị. Cũng là cơm đưa chưa đến miệng đã, hóa thành nước mắt nuốt mà đặng gì? Đặng đâu. Bữa ăn bữa khóc như mưa tháng gì? Tháng 10. Cho nên còn sức khỏe là niềm vui. Tự đi lại được phục vụ cho chính mình mà không cần sự trợ giúp của người khác, không chờ đợi sự trợ giúp của người khác. Đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Quý vị biết mà, lớn tuổi rồi thì cái đường tiết niệu của mình, cái đường xả của mình nó không còn làm chủ giống như còn trẻ nữa. Mà nhiều khi nằm đó mà nó tới nơi rồi, nó gõ cửa cách, 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 cách. Mà kêu Lan ơi, mẹ mơn quá, thì chờ chút nữa đi, nó chờ cái bố mày chứ chờ sao tao chờ nổi. Muốn xả mà đi xả được liền, muốn bỏ mà đi bỏ được liền, đó là hạnh phúc. Quý vị nghe kịp không? Tôi nói đừng nói chi. Lên đây nè, bao nhiêu ngàn người quý vị? Khóa này bao nhiêu? Hơn ngàn phải không? Tôi thấy hệ thống nhà cầu khoảng chừng 100 không? 100 này mà nó hơn 1.000 người mà buổi sáng cái giờ đó ha, dậy cùng một lúc đó ha, mà nó kẹt like một chút đó ha. Trời ơi, tình thôi xót xa. Cái bà này bà đi cây ở trống sao mà lâu dữ vậy? Ta nói lúc đó quên niệm Phật luôn. Chỉ nhớ cái vụ này thôi. Có không? Không có, em chết liền. Cho nên đừng mong, đừng cầu cái gì quá cao xa. Chỉ
muốn được hai chữ bình thường thôi là đã có niềm gì? Niềm vui. Đừng đòi hỏi quá nhiều quý vị. Bây giờ như nè, ở cái trong này tôi thấy đa phần là cỡ hàng U50 trở lên ha. Còn số dưới mà em có vi phạm thì xin thứ lỗi cho em ha. Còn mà U40, 30 gì trở xuống mà có tham gia thì em cũng xin chúc mừng. Tức là ngộ sớm thì nhẹ sớm, ngộ sau thì nhẹ sau, ngộ lâu thì khổ sâu, mà khổ sâu thì chứng tỏ là ngu lâu. Quý vị nghe kịp không? Ngu lâu. Có khi mình ngu tự nguyện mà mình không có biết. Mình đòi hỏi người ta phải như thế này, mình đòi hỏi người ta phải như thế kia mà người ta không được như ý mình. Khi mình lấy cái câu mà chúc Tết đầu năm á, mình treo trước mặt mình này, vạn sự như gì đây? Cái câu này như nó có gì sai sai vậy ta? Sao cuộc đời nó chúc mình vạn sự như ý mà chẳng những nó chúc mà nó còn treo đó nữa mà. Nhưng mà không như ý được đâu. Vậy thì quý vị treo ngược lại, ý như dạng gì? Dạng sự. Chừng nào quý vị biết sống được ý như vạn sự thì mình sẽ có nhiều niềm vui. Đừng đòi hỏi ở người khác quá nhiều, và cũng đừng đòi hỏi ở mình quá gì? Quá nhiều. À, mình như vậy là đã hạnh gì? Hạnh phúc rồi. Có sức khỏe để đến được đây, tham gia được khóa tu này là đã hạnh gì? Hạnh phúc. Có sức khỏe rồi nhưng mà mình không có quyền quyết định mà chúng nó quyết định, chết cha rồi. Nghe kịp không? Mình bấm tới ngày mùng 9. Bắt đầu là từ mùng 9 tháng 4 đúng không? Mà tới đây là ngày mùng mấy? À, một tuần. Nhưng mà mình lỡ mình đăng ký Oxin miễn phí cho nó rồi. Nghe nào? Lỡ đăng ký Oxin miễn phí rồi, bây giờ mình đi một tuần thì ai làm Oxin đây? Thế là đơn vị chủ quản của mình nó không duyệt, chết cha rồi. Hôm má đi tu má hồi hướng công đức cho vợ chồng con thôi. Con không cần công đức má hồi hướng đâu. Con chỉ cần má làm công cho con là được rồi. Nếu bạn hôm nay có mặt ở đây, có nghĩa là ít nhiều bạn cũng có quyền làm chủ cuộc đời của mình trong những năm tháng cuối đời ở chặng đường còn lại của kiếp gì? Kiếp người. Đi tìm niềm vui ở đâu? Ở đó đấy. Đừng đòi hỏi cao hơn. Em không mơ chốn cao sang ở trên thiên gì? Thiên đường. Em cũng mơ không mơ chảnh chọe ở chốn gì? Chốn cực lạc nào cả. Hiện tại mình sống được bình an, được an lạc thì passport và visa có sẵn ở Tây Phương cực lạc. Còn hiện tại mình niệm Phật nhiều nhẽo như vậy mà cuộc đời mình tan nát đời qua rồi còn đâu nữa. Ai mà dám nhận qua bên đó cha nội? Qua bên đó làm tan nát tịnh độ của người ta sao? Ngu gì nhận. Quý vị thấy không? Nước Mỹ mặc dù nó tự do vậy đó, nhưng mà muốn đi nó phỏng vấn lui, phỏng vấn tới. Rồi nó coi tài khoản của mày sao? Nó coi của mày có bỏ nhà trốn luôn không? Thì nó mới cho gì? Cho đi. Cách đây khoảng 6 năm đó, có một đạo tràng bên đó người ta mời tôi qua giảng. Nhưng mà cái passport của em xin báo là Campuchia em cũng chưa đi nữa. Lào em cũng chưa đến. Passport của em còn nguyên vẹn. Lên phỏng vấn. Cái anh người Mỹ trắng trắng ốm ốm nhỏ, như nhỏ con, hỏi: thầy chưa đi nước nào hết hả? Nói dạ em chưa đi nước nào cả. Nói tại sao kỳ này thầy lại đi Mỹ? Nói tại vì có người bên kia thăm mời qua thầy giảng.
nói ai tài trợ cho thầy đi, yeah. Thầy đi thì chừng nào thầy gì đây, nó nghi cái mặt mình rồi, nó sợ qua bển rồi gì đây, à biến luôn. Cái anh người Mỹ mà trắng trắng nhỏ nhỏ đó nói tiếng Việt rất sỏi, báo với thầy là đợt này thầy chưa đi được đâu đó. Cái mặt tôi mà nó cũng thấy gian gian ha, gian gian nó không được, nó dòm cái bát bo của mình phải đi thí dụ như Nhật Bổn hoặc là đi Hàn Quốc hoặc đi vài ba nước đã, còn cái bát bo mình tự nhiên còn nguyên vẹn, nó không ok đâu quý vị nghe không đó. Rồi tôi phỏng vấn xong rồi tôi ra tôi cầm luôn cái bát bo đi, cái thằng làm bên dịch vụ nó nói thấy chưa con nói đậu mà, chắc chắn đậu mà. Tôi đi hùng hổ khí thế lắm, tôi đi ra ảnh thấy cái dáng tôi đi hùng hổ vậy, ổng tưởng là gì ok rồi, cho nên thấy con bảo đảm mà đậu mà. Tôi nói đậu cái đậu mày, ủa sao thấy con thấy thầy đi ngon lành quá vậy. Tao đi ngon lành là tao mừng là tao không phải đi Mỹ. Tao đi phỏng vấn là để cho người ta thấy là tao cũng có tôn trọng lời mời của người ta, nghe không? Chứ tao đi một cái là đi bèo bèo nhất cũng phải là trên nửa tháng, mà trên nửa tháng này thì bỏ biết bao nhiêu giờ của các thầy các cô ở đây đi dạy hàng ngày, thời khóa biểu từ thứ hai tới thứ gì, thứ bảy, nghe không? Vậy thì tôi bỏ không được. Qua bên kia đạo tràng thì bỏ lớp tăng đi, nghe nào, bỏ lớp tăng đi. Cho nên tôi nghe mà nó bảo là thầy đợt này chưa đi được, tôi mừng dễ sợ. Cho nên tôi đi ra thế khí thế oai hùng dữ lắm. À, cái thằng cu mà bên dịch vụ nó thấy chưa con nói bảo đảm đậu mà. Tôi nói đậu cái đậu mày chứ đậu. À, sao thầy đi khí thế quá vậy? Tao đi khí thế vì tao mừng, tao khỏi đi gì đấy, khỏi phải đi Mỹ. Nghe nào, khỏi đi Mỹ. Lời mời của người ta đương nhiên người ta cũng trọng mình, người ta quý mình, người ta mới mời. Thì mình cũng phải đi phỏng gì? Phỏng vấn. Vậy thì có nghĩa là không phải tại em mà cũng không phải tại anh. Thấy không? Tại trời xui khiến nên mình chưa được đi vậy thôi. Vậy là mình không nợ nần ân oán gì bên kia một lời mời cả. Quý vị nghe kịp không? À, thật sự là năm chín mấy tôi cũng có một suất đi định cư ở Texas. Nhưng mà không rõ là do cái tình yêu của tôi với đất nước hay là do cái nghiệp tôi gắn bó với quê hương Việt Nam. Mà tôi không có một cảm xúc nào khi nói đi gì, đi Mỹ, đi nước ngoài định cư cả. Rồi cách đây 2 năm cũng có người bảo qua bên định cư. Nhưng mà em cũng chỉ có một chữ là no. Không biết quý vị có cảm giác đó không? Hoặc là sau này thời gian nó thay đổi tôi có xuất hiện cái gì mới không? Chứ hiện tại bát bo của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Một trong những cái fan của tôi, ông đó ông làm bên sở ngoại vụ rồi ông tự ông đi làm. Đưa bắt bò, nó thầy có khi để khi cái khẩn trường hợp khẩn cấp thầy đi cần gì đó thì thầy đi, thầy có cái chúng tôi khi làm mất công. Nói ok mày cứ làm đi. Rồi tôi làm từ đó tới nay để nguyên dạng về trong tủ để mai mốt nếu mà gặp Di Đà tôi đưa cho ngài. Đây ngài coi đi. Cuộc đời của tôi chỉ có về nước ngài thôi, không đi nước nào cả. Tôi chưa từng xin visa của nước nào cả. Bắt bo của tôi chưa thằng nào đóng được cả. Chỉ có Di Đà đóng thôi. Công dân số 1. Một trong những cái làm cho mình khỏi phải chạy tìm đầu này tạm đầu nọ, đó là mình an định rồi. Khi mà bạn có an định rồi thì bạn sẽ không cần hát bài hát của Trịnh nữa.
bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lên quen cho đời mọi mệt, bao nhiêu đi tu cho đời vận khổ. Phải coi lại, nếu quý vị tham gia nghe pháp, rất nhiều đạo tràng đến tu về, đến tu về, mà đời mình vẫn còn rộn ràng lao sao, đời người mình vẫn còn ồn ào khen chê, đời mình vẫn còn bị dòng sống được mất hơn thua, phải trái đúng sai mà nó nhồi giống như đây. Con số gì đây, con số gì đây, cơ ra con mấy, con mấy gì đây, con mấy gì đây, cơ ra con mấy. Sáo gì đây, con sáo gì đây, gió đưa trăng rồi trăng đưa gió, trăng lặn rồi biết gió đưa ai. 62, 62. Chắc kiếp trước em đi bình lô tô, hội chợ đó, em đi kêu lô tô ở hội gì đấy, hội chợ. Cuộc đời của bạn mà để cho thiên hạ quay số cho bạn thì bạn thua rồi. Bạn phải tự làm chủ con số của mình thì bạn mới có an định. Còn bạn để cuộc đời nó lắc ra số nào, nó quay ra số nào và nó kêu con số của đời bạn thì nó muốn quăng cho bạn vui thì bạn mới vui. Nó bật xì lô thế là bạn nhảy gì đây? Bạn phải đi bằng nhịp bước của chính mình. Đừng để kẻ khác xô đẩy bạn vào nhịp bước của họ. Họ muốn bạn làm mùa xuân, họ bấm nút remote, mùa xuân, chim hót rộn ràng. Ta cùng ca hát, cùng nhau múa gì đây? Múa đàn, ok. Rồi nó muốn bạn buồn, nó bấm dòng sông ly biệt. Nước mắt lạ chả. Tại sao đời bạn để cho người ta điều chỉnh vậy? Tại sao bạn đưa cái remote của đời bạn, vui buồn của đời bạn, để cho người ta muốn lên chương trình nào thì mình phải hát theo chương trình đó? Không được rồi, bạn phải có an định. Nếu bạn vẫn còn rộn ràng giữa khen chê, vẫn còn phê vì chuyện đúng sai, người ta khen cái mặt mình ngu ra, người ta chê cái mặt mình cũng ngu ra, vậy là hình như bạn lệ thuộc vào khen chê của kẻ khác. Xưa các tổ dạy rằng là bát phong suy bất gì, bất động, tức là tám ngọn gió đời nó thổi mà bạn đừng có lung lay theo nó. Tám ngọn gió đời gồm có là khen, chê, đúng và gì? Sai, được và gì? Mất, dinh và gì? Nhục, nghe nè, khổ và gì đây? Vui, đến và gì? Đi, đến và đi. Xin báo với quý vị, nếu mà nói về vô thường, về sự đến đi của đời người, bạn không làm chủ được sự đến đi ngay cả của chính mình. Không làm chủ hoàn toàn đâu. Vì tôi thấy trong căn cước của tôi cũng chỉ có ngày sinh thôi, chưa có ngày đám dỗ. Có nghĩa là ta đâu có biết cái ngày đi của mình là ngày gì. Ngày nào đâu, không biết. Ngày sanh thì ta biết, còn ngày dỗ thì kẻ khác biết. Chứ mình không gì? Không biết. Vì kẻ khác nó ôm một thẻ nhang, nó tới nói gì? Nó thắp cho mình. Và kẻ đó thấy cái quan tài của mình, chứ mình không thấy được cái quan tài của mình. Kẻ đó thấy được cái lò thiêu của mình, chứ mình không thấy được cái lò thiêu của mình. Kẻ đó thấy cái xe tang của mình, không phải do mình thấy xe tang của mình. Cho nên
nói về sự đến đi chúng ta cũng nên nhớ. Hôm nay bạn đang đi được, đang sống được, đang tự chủ được. Và một cái nữa, tôi chúc mừng nếu quý vị có nghĩa là cơm ăn, áo mặc và chỗ ở, quý vị không còn bị bức bách nữa, không còn bị phải là nỗi lo gì, lo lắng nữa. Và không còn phải khổ sở vì bữa hôm và bữa gì, bữa mai nữa. Thì tôi chúc mừng cho tất cả quý vị ngồi đây. Năm tám mấy quý vị nhớ, bảy mấy tám mươi, bo bo và bột gì? Bột mì mà cũng không đủ ăn. Đúng không? Tôi còn nhớ mà mẹ tôi phân cho tôi một cái chén bo bo. Mà tôi ăn, mà tôi cứ liếc liếc qua cái chén của mấy đứa kia. Đói quý vị. Tức là sợ nó ăn nhanh rồi nó qua nó chụp món của gì. Cho nên là mình phải ăn, mình phải canh theo nhịp độ của nó. Em đi bằng nhịp điệu, em ăn bằng nhịp điệu. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi ăn bằng nhịp điệu. 6, 7, 8, 9, 10. Ta ăn bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau. Ta ăn bằng nhịp điệu sao hết rồi. Thời bột mì và bo bo, phần lớn quý vị ở đây đều biết. Nghe nào, các em sau này không biết. Nhưng mà quý vị ngồi đây phần lớn đều biết. Bột mì bo gì? Bo bo. À, rồi khoai lang, củ mì, chuối, chuối mài. Chuối nấu xong rồi gì? Mài. Mài ra từng sợi sợi trộn với cơm. Sắn độn, nghe không? À. Nhưng hôm nay nếu quý vị mà ăn, mặc, ở, không còn bức bách, đó là niềm vui. Và cũng xin báo luôn để quý vị nhớ đừng quá lãng phí. Bây giờ trong cái bao rác, trong cái thùng rác của mình có nhiều thứ lãng phí vô cùng. Đến lúc nào đó hết phước rồi thì ta đói cả đám với nhau. Mua và nấu vừa đủ ăn. Đừng để phung phí, đổ vã chỗ này chỗ kia. Còn mà lỡ trường hợp mà nó ngoài ý muốn mà nó phải dư thừa mà không ăn nổi không nổi, thì phải tìm cái chỗ nào đó với tâm niệm là đổ cho một loài nào đó nó ăn. Để mình có bớt cái mặc cảm là hoang phí và tội lỗi. Thời đại mình không phải bệnh thiếu mà bệnh gì? Dư. Trong cơ thể mình dư cho nên nó béo phì. Năm 78, 79, 80 làm gì có ai đâu mà nghĩ tới là béo phì với tiểu đường, có đâu mà ăn. Trời ơi, tôi còn nhớ mẹ tôi mua đường tán về đó ha, đường thẻ thẻ về đó. Mà tôi thèm đường tới mức mà tôi đâu dám cắn, cắn là bà biết. Tôi cạo xung quanh, cạo toàn. Thèm ngọt. Quý vị nghe kịp không? Mà cắn một phát là bà biết liền. Cho nên tôi về đây, tôi nạo xung quanh, nhạo nhẹ 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 xung quanh để không có dấu gì đây, dấu cắn. Mẹ tôi nói, ủa tán đường sao mà cứ càng ngày nó càng nhỏ nhỏ vậy ta. Không biết có ai giống tôi không biết. Muối đậu phộng mẹ tôi đâm kỹ lắm nhưng mà tôi cũng sóc. Để gì đây, hớt cái lớn lớn đó, hớt cái bự bự để ăn, thèm béo. Rồi tép mỡ nữa. Trời, mà tép mỡ ăn dụng là dễ bị bắt lắm. Cho nên rồi nhúng một phát ngậm vô họng đi ra đằng sau. Trời, quý vị biết không, ăn dụng là tu tịnh khẩu hay lắm.
chửi mình cũng không chửi lại. Thèm béo đó quý vị. Tép mỡ đó là bà già bà dùng để nấu canh hoặc là để chiên cơm. Nghe không? Nấu canh thì nấu canh bí đao rồi vậy đó, bỏ vô cho nó béo béo rồi có chút mỡ vậy đó. Nghe không? Ngày nay bọn nhỏ mà nói kêu cái tép mỡ nhiều khi nó không biết đâu. Nghe không? Chỉ cái bọn mà từng đói như mình mới biết. Và tép mỡ mà ăn mà nhai một cái nó kêu cái rụm cái là dễ bị phát hiện. Nghe không? Mà nhai nó rụm thì mới ngon. Nghe không? Cho nên muốn nhai rụm thì lui sau á. Lui sau giả bộ bẻ lá chuối rồi hái lá mít gì bậy bạ vậy đó. Cho nên hồi đó mình đâu có biết tu tịnh khẩu là gì đâu. Nhưng mà mình đã gieo duyên với tịnh khẩu rồi. Còn bây giờ quý vị biết không? Cái bệnh bây giờ là bệnh thừa. Trong phòng rất nhiều thứ thừa. Trong tủ lạnh rất nhiều thứ thừa. Trong bếp rất nhiều thứ thừa. Trong cái tủ áo quần quý vị có nhiều thứ thừa. Trong cái kệ mà để dép, để giày đó, có nhiều đôi thừa. Trong cái nhà xe quý vị đang ở đó, cái nhà xe có nhiều chiếc xe thừa. Nghe không? Ngày xưa cả nhà ngon lắm thì có chiếc Honda, còn không là cả nhà một chiếc xe đạp. Và tự sắp đặt mà đi với nhau. Còn ngày nay của đứa nào nấy đi. Ích kỷ bắt đầu nó tăng lên. Ngày xưa cả nhà cùng nhau coi cây sầu riêng trổ bông. Cả nhà cùng ngồi coi đời cô lụ. Cả nhà cũng ngồi coi 18 thôn dựng trầu. Cả nhà cùng ngồi coi Tô Ánh Nguyệt. Cả nhà cùng ngồi coi tiếng hò sông gì? Sông Hậu. Nghe không? Nhưng bây giờ mỗi đứa mỗi phòng, mỗi đứa mỗi cái, không đứa nào coi chung cái nào. Ích kỷ tăng lên. Không ai nhường ai và không ai chờ ai. Tới giờ xe tao đi. Còn ngày xưa ba đi mấy giờ về, mình xếp đặt công việc để mình ba về mình mới đi. Rồi mình đi xong rồi thằng ba, thằng năm, con bảy gì đó, nó canh cái giờ của mình. Rồi tới giờ nói gì? Nó đi. Có nghĩa là con người nhường nhịn và biết chờ đợi nhau. Và mặc dù không thích cải lương nhưng mẹ thích cải lương thì cũng mở chương trình cải lương. Mà ngày xưa có chương trình nào khác đâu. Thứ hai, thứ ba, thứ tư là phim. Thứ năm trong nhà ngoài phố. Thứ sáu ca nhạc. Thứ bảy cải lương. Chủ nhật đá bóng hết phim. Chỉ nhiêu đó thôi. Không có sự lựa gì. Lựa chọn nào khác, nghe không? Cho nên rồi cả nhà cùng ngồi coi. Cả nhà cùng cảm xúc. Cả nhà cùng buồn theo Tô Ánh Nguyệt. Cả ngày cùng thương theo gì đây? Theo cô Lệ Thủy đóng vai. Nghe không? Cả nhà cùng khóc với Thái Hậu Dương Dân Nga, cô Bạch Tuyết đóng. Nghe không? Thế là con người nhường nhịn nhau. Chờ đợi nhau và nhiều khi phải chịu đựng nhau nữa. Chịu đựng nhau. Nghe nè. Còn bây giờ đừng có hòng mà nó chờ đợi nhau. Đừng hòng mà nó chịu đựng nhau. Nè. Đó. Cho nên chỗ này hồi nãy nói chuyện. Hôm nay chúng ta biết rằng có rất nhiều điều kiện để ta sống bình an và hạnh phúc. Có rất nhiều điều kiện để ta có những niềm gì? Niềm vui. Nhưng mình lơ đãng, mình không biết nó. Và khi nó mất đi rồi, mình mới thấy gì? À, thấy thiếu vắng. Và hồi nãy thầy đọc đó. Cứ nghĩ rằng sự hiện diện của bà là một nỗi nặng nề cho đời mình. Em cứ mãi cằn nhằn, kêu mưa rồi trách nắng. Ước gì em đi vắng được một ngày yên thân, rồi em lặng lẽ ra đi mênh mông nhà lạnh vắng. Ước gì nghe em mắng vui tiếng em cằn nhằn. Nhiều khi thèm một tiếng cằn nhằn cũng không có.
Cho nên coi chừng không được cằn nhằn, đó là bất hạnh. Không được cằn nhằn, đó là một thiếu thốn. Ai đang được mẹ cằn nhằn, đó là hạnh phúc. Ai đang được chồng cằn nhằn, đó là hạnh phúc vì mình có chồng. Và ai đang được vợ cằn nhằn, mình cũng rất hạnh phúc. Vì người ta không bao giờ cằn nhằn ông hàng xóm đâu. Người ta chỉ cằn nhằn cái người mình lo lắng, mình thương gì? Thương yêu. Cho nên ai được các bà cằn nhằn, đó cũng là hạnh phúc. Một ngày nào đó không nghe tiếng cằn nhằn, hỏi trời, trời nói nó đi rồi. Hỏi Phật, Phật nói: tôi dịch ra tiếng Campuchia mà Ngài nói rằng là mày ngu ráng chịu. Mày làm sao để nếu mà nó bỏ đi là ráng gì? Cho nên đừng đòi hỏi ở người khác quá gì? Quá nhiều. Và cũng đừng đòi hỏi ở mình quá gì? Quá nhiều. Có được sức khỏe, có được sự tự chủ trong sinh hoạt của cá nhân mình, không cần sự trợ giúp của ai, không cần phải chờ đợi ai, mà ẵm mình vô làm cái chuyện trời cho trong nhà vệ sinh đó. Tới cái lúc trời cho mình hưởng sung sướng rồi mà mình phải chờ đợi. Chờ đợi. Khó chịu không quý vị? Khó chịu. Có những lần đi xe ở đâu đó đi xa về mà mình chờ cho tới nhà để mình vào được cái cảnh giới đó. Có không? Có. Trời ơi, trong lúc đó mình thiền định, mình ngồi im ngoan ngoãn lắm. Ngoan ngoãn vô cùng. Mình chỉ niệm Phật thôi. Niệm Phật thôi. Ai nói gì mình cũng không gì bắt bẻ đúng sai gì nữa. Vì mình bây giờ chỉ có một đối tượng để niệm thôi. Niệm mau được tới gì? Tới nhà. Trời ơi, xe vừa đổ cái mở cái cửa chạy. À vậy thì có cái nơi, cái chỗ để mình thực hiện được chuyện đó một cách đàng hoàng, thoải mái, vệ sinh, an toàn. Đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Ở xóm tôi nói tội, có những người không biết nhà họ có vệ sinh hay không. Nhưng mà mỗi lần mở cửa chùa, họ giả bộ vô, họ cầm cái chổi, họ quét quét hai ba lát. Quét diễn thôi. Quét để có cớ đi lui sau. Đúng không? Thì quý vị thấy, có chỗ ăn, có chỗ ở, mà không có được cái chỗ đó, mà phải tới chùa giả bộ quét 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 lụm cái này. Thật ra mấy cái vụ đó không phải, mà cái vụ này là phải nè. Cái vụ đi vô. Quý vị biết không? Cái phước người ta không có đủ. Có cái ăn, có cái ở, nhưng mà không có cái ị. Đó là cũng là thiếu phước. Mà quý vị thấy, cái chỗ của mình đi, mình thấy tự tại, mình không sợ ai. Tôi bảo đảm, nếu mà đi mà vô mà gặp mấy bà của chùa đó ha, mà đi kiểu đó là thế nào mấy bà cũng phan cho vài câu. Cho nên đi nhưng mà trong trạng thái bất an. Đi mà lo gì? Lo sợ, nghe không? Lo sợ. Cho nên tôi nói đây, cũng chia sẻ luôn. Không ai muốn cái chuyện đó mà xảy ra trong cái trạng thái bất an, sợ hãi, lo lắng đó đâu. Không ai. Ai cũng muốn mình được thoải mái trong căn nhà của mình, trong cái toilet của gì? Của mình. Nhưng mà họ không có dồi dào phước để hưởng được một cái bình thường đó. Thì giả sử như mà có gặp những hoàn cảnh đó, quý vị cũng là
con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô, để hồi hướng công đức cho người ta, đừng có khó chịu với người ta. Đó là từ, đó là bi, đó là hỷ, đó là xả. Tu hành mà đòi về Tây Phương Tịnh Độ, đòi cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà gì? Ta khổ. Cho đến lúc lâm chung hân nguyện về tịnh gì? Tịnh Độ. Mà chỉ cho người ta có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi là được vào ngồi một cách thoải vậy đó. À, chỉ tạo phước một chút xíu đó thôi. Mà mình không tạo phước thì con khỉ chứ mới về được Tây Phương Tịnh gì đây? Tịnh Độ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nói nghe ghê gớm vậy đó. Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo mà có chút xíu đó không cho người ta. Hình như có cái gì sai sai trong này. Cho nên cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ, cái bệnh tật và cái được đi tiểu, đi giải cũng là một niềm vui, một hạnh phúc. Nếu mình thực hiện được tất cả những điều đó một cách tự do, bình an, không sợ hãi, không lo lắng. Quý vị, nhiều khi mà đi trên đường mình nó kẹt quá mà phải vô cái rừng cao su hoặc cái bên đường đó mà dòm qua dòm gì đấy. Dòm qua dòm lại mà làm cái thiệt gì? Làm cái thiệt nhanh. Mà đàn ông thì nó còn đỡ, còn phụ nữ thì nó bị hạn chế bởi nhiều chuyện, cho nên làm cái việc đó đau khổ vô gì đấy. Vô cùng. Vất vả vô cùng. Và tội nghiệp vô gì? Vô cùng. Quý vị nghe không? Cho nên đừng nói cái gì cao xa. Điều đó nếu mình có và mình thụ hưởng được điều đó một cách tự do, an toàn, vệ sinh và không lo lắng sợ hãi ai, vì mình đủ phước để hưởng chuyện đó, và cái đó là cái nằm trong cái tầm của nhà mình, của phước của mình, thì đó cũng là niềm gì? Niềm vui. Đừng đòi hỏi nhiều. Ở đây ai còn tự chạy xe được, không phải lệ thuộc con nào, thằng nào tự chạy xe được. Đâu giơ tay cho em coi. Trên kia nữa giơ luôn, khỏi sợ. Em có hỏi gì đâu. Ok, xin chúc mừng. Ai còn giơ tay thầy chúc mừng. Tự mình đi lại được mà không phải ngồi chờ ai để nó ra nó chở mình đi. Tự mình đi lại được, không cần phải gọi Grab, không cần phải gọi gì Uber, không cần phải gọi ai. Tự mình lên xe chủ động, xe bon bon trên đời của ta. Đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Một ngày nào đó quý vị không đi được nữa, quý vị thấy người ta chạy chiếc xe mình thèm dữ lắm. Một ngày nào đó đôi chân mình không đi được nữa, mình thấy người ta đi mà chưa phải đi đẹp giống như hoa hậu người mẫu đâu, mà chỉ thấy họ đi bình thường thôi là đã thèm có được đôi gì? Đôi chân. Ai đau chân, tê chân thì xả ra thoải mái đi. Em không có bắt giò bắt cẳng gì đâu mà sợ. Đừng có nhìn cái mặt em nhăn nhăn rồi rình 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 bỏ ra cái em dầm xuống cái là quẹo vô. Xoa bóp thoải mái, cho 3 phút xoa bóp thoải mái. Xoa bóp đi. Mệt quá đôi chân này, xe cái gối mà ra, xe ra, bóp xoa thoải mái. Nó đi với mình mấy chục năm trời, nó gánh vác bao nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền, nó gánh vác biết bao nhiêu chuyện chồng, chuyện con, chuyện vợ, chuyện gia đình, và nó gánh cái thân mấy chục ký này mấy chục năm trời. Hôm nay nó có quyền lên tiếng chứ, nó có quyền đòi hỏi chứ,
và có quyền được chăm gì? Chăm sóc chứ. Không sao cả. Không pháp luật nào bắt cái vụ này đâu. Đến một lúc nào quý vị nghĩ tới cái thân phận của con người. Nếu mà quý vị biết thương mình thì chắc chắn quý vị sẽ biết thương người. Thương mình cũng có những hạn chế của kiếp người. Và người cũng có những hạn chế của gì? Của họ. Bạn không bắt họ, không đòi hỏi họ phải như thế này hay họ phải như thế, thế kia. Vì thật sự khi ai bắt mình làm như thế này, làm thế kia, mình có hạnh phúc không? Không. Hôm nay mình muốn đi tham gia Phật thất 7 ngày nhưng nó bắt mình ở nhà, không vui đâu. Nghe không? Không vui. Mặc dù ở nhà vệ sinh một mình ta, phòng tắm một mình ta, la, nghe không? À, nhưng mà mình muốn là muốn đi Phật gì? Phật thất. Nhưng bây giờ cơ quan chủ quản của mình nó không gì, không duyệt. Đi mà không có cái này bỏ vô, mình mất tự tin dữ lắm. Nghe kệ không? Mất tự tin lắm. Rồi hàng kỳ đi khám bệnh, đi thuốc men, đi bác sĩ, đi lấy thuốc cũng phải nhờ cái dự án tài chánh của nó. Vậy thì bạn không có quyền quyết định cho đời mình đâu. Cho nên một điều vui mừng tiếp theo nữa, trong này ai có quyền quyết định điều đó cho mình và làm chủ hoàn toàn điều đó, Thầy xin chúc mừng, đó là niềm vui của đời mình. Sáu bảy mươi năm lao động vất vả, cơm áo gạo tiền, chợ búa nhà cửa đủ chuyện. Bây giờ những năm cuối đời mình phải xè tay ra. Rác đời lắm quý vị. Tuổi đời lắm quý vị. Và nhục chưa? Nhục. Từng tuổi này mà mình phải gì? Xè. Cho nên ai có được điều đó, đó là mình đang có những niềm gì đây? Niềm vui. Đừng đòi hỏi cả. Thầy từng nói, ai đã từng nghe rồi thì cái vụ này là thầy nhắc quý vị nhiều nhất. Đừng để đời mình trở nên thê thảm khi mình có điều kiện để nắm lá bùa của đời mình. Đừng nghe nó dụ dỗ. Đời ta, ta làm chủ. Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tự mình là hải đảo của chính mình. Đừng nương tựa vào ai khác, chỉ nương tựa chính gì? Chính mình. Đừng tin ai, dù đó là chồng, là con, dù đó là gì, là vợ, là anh em ruột. Và không, không ai thương ta bằng chính gì? Chính ta đâu. Cho nên hãy cảnh giác điều này và hãy luôn nhớ điều này. Ai có điều kiện làm chủ đời mình thì hãy giữ cái lá bùa của đời mình cho chắc. Đừng dại dột giao linh hồn và những năm cuối đời mình cho ai. Cho nên nếu không có thì thôi. Niệm Phật phước mình nhiều đó, hưởng nhiều đó. Nhưng nếu mình có, cả đời là thành quả lao động, là sự phấn đấu cuộc đời của mình, thì hãy cầm cái của mình cho nó chắc. Đừng dại dột gì giao cho ai quyết định đời mình. Vì đó là gì? Đó là cái bạn có cái thế đứng của Trần Hưng Đạo. Có cái thế đứng của Trần Hưng Đạo. Nhìn ra sông Bạch gì đấy? Bà Đà, hiểu không? Đừng để kẻ khác mất đi cái dáng đứng của người làm chủ. Nghe không? Thế khác nữa. Thì như vậy, những năm tháng còn lại của đời người, mình sống có độc lập, có tự do.
có tự chủ, có tự chủ, có tự lập và có hạnh phúc, có những niềm gì? Niềm vui. Được làm một con người, và một con người không bệnh tật, và một con người nguyên vẹn cho đến khi ta goodbye cuộc gì? Cuộc đời. Đó là vui, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Và ta có được cái dáng đi thăng bằng cho đến cuối gì? Cuối đời. Ta có được dáng đi thăng bằng, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Ta có dáng ngồi thăng bằng, đó là hạnh phúc. Ta có kiểu nằm muốn trở qua trở lại đều trở được, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Ta muốn ngồi dậy, ta tự ngồi dậy được, không cần ai trợ giúp đỡ đần. Và khi mỏi bên này ta lăn qua bên kia, đó là hạnh phúc. Hoặc là không tự đi được mà phải mang puppy, phải mang tã, và ta phải làm trẻ em giai đoạn 2. Trời ơi, nó khó chịu lắm quý vị. Thà còn nhỏ, mẹ mang cho mình. Còn bây giờ không phải mẹ mang cho mình mà con cháu nó mang cho mình, hoặc là người giúp việc mang cho mình. Trời ơi, nó khó chịu lắm. Nó ấm ấm ấm, nó ra nó khó chịu vô cùng. Nghe nè. Và mình biết mà không làm gì được. Cho nên tự mình đi đại tiện tiểu tiện được, tự mình vào cái bô mình ngồi một cách thoải gì? Thoải mái. Cái bàn cầu mình ngồi một cách sung sướng hạnh phúc, đó là gì? Là niềm vui. Tự mình xả cái búp sen, hoặc tự mình xối những gáo nước, và mình tự tắm cho chính mình mà không phải người khác tắm, không phải người khác kỳ cọ, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Cơm mình tự đút ăn, lúc nào mình cần ăn nhanh, lúc nào mình cần ăn gì? Ăn chậm. Lúc nào mình nhỡn nhơ, và lúc nào mình gì? À, mình nuốt, mình ngậm. Ok, quyền của mình. Trưa thấy cái bụng nó cứng cứng, nó lửng lửng, cái miệng nó không muốn ăn, không ăn. Ăn vô nó mệt, ăn vô nó cứ gì? Nó trào ra sao ăn được? Rồi, chiều ăn. Nghe không? Rồi. Sức khỏe là một, ăn ở là hai. Sinh hoạt cá nhân là gì? Là ba. Tất cả cái đó quý vị còn làm chủ được và không lệ thuộc, cần sự trợ giúp của ai. Đó là niềm vui. Đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Bệnh đau, đương nhiên khi mang cái thân người này rồi, đừng em nào mà mong rằng là không bệnh đau. Chuyện này không có. Đức Phật giai đoạn cuối đời, Ngài cũng phải chấp nhận bệnh tật. Nghe là chấp nhận bệnh tật. Và Ngài cũng goodbye cuộc đời như bao nhiêu con người gì khác. Cho nên bệnh đau là một phần của đời sống chúng ta. Đừng hòng, đừng hòng mà nói không bệnh. Nhẹ hoặc nặng, ngắn hoặc dài, kết thúc đẹp hoặc kết thúc lê lết tri trét. Quý vị nghe kịp không? Có thể phải đá hiệp phụ nữa cơ. Có thể phải đá luân lưu nữa cơ. Nghe nào, chứ không phải là chỉ đá hiệp chính đâu. Quý vị nào có coi bóng đá thì biết, còn đá hiệp gì? Hiệp phụ nữa kìa. Mà tới hiệp phụ là cuộc đời mình nó ê ẩm dữ lắm. Nghe nào? Nhưng mà có ai muốn không? Không muốn. Mà không muốn thì chắc chắn bây giờ phải lo cố gắng. Còn lại Phật được, cố gắng lại Phật để thanh toán những cái dư nợ còn lại. Mà một đời này hoặc ở một đời nào đó mình đã tạo ra mà mình trả chưa hết,
Bây giờ đang còn niệm Phật ngon lành, đang còn lại Phật được, hãy làm đi. Vì tới lúc nằm nên đó, không ai làm giùm mình được đâu. Cho nên sám hối được, lại Phật được. Lại Phật một lại, tội diệt hà gì? Hà sa. Niệm Phật một câu, phước sanh vô gì? Vô lượng, hãy lại đi. Tôi mừng là sáng nay tôi dậy tôi lại được. Và tôi tưởng hết có khả năng thanh toán nợ rồi. Nhưng mà hôm nay tôi thấy tôi lại được lại. Tôi mừng và hôm nay tôi đến cũng rất vui. Báo với đại chúng là em lại được rồi. Lại được rồi. Chứ cả tuần nay tôi nói thôi rồi rồi. Mới có năm ba mà nó chơi mình kiểu này là chết cha rồi. Nợ nần ân oán thanh toán chưa xong mà lông bông kiểu này mà còn làm gì được nữa. Cho nên ai còn lại Phật, còn niệm Phật, còn cúi xuống nhặt được một cái đinh cho đời khỏi phải cán phải thì hãy làm đi. Nhặt một vỏ chuối để đời khỏi phải đạp phải, làm đi. Nhặt một cái bao ni lông bay phất phơ trên gì, trên đường hay là ở trước miệng cống, làm đi. Bạn có rất nhiều cơ hội để làm việc thiện, làm việc tốt, để trừ bớt đi, trừ bớt đi những lúc, những đời mà mình đã vô tình hoặc cố ý mình tạo ra cái nghiệp ác, nghiệp xấu. Thì bây giờ mình có cơ duyên, đang còn sức khỏe và cũng có một chút hiểu hiểu biết biết gì đó về thiện pháp và ác gì, ác pháp, hãy làm đi. Ai đó trong này lơ đãng đi vào nhà cầu rồi cứ tự nhiên đi ra, để đó cho người ta ngàn năm thương nhớ. Thì múc miếng nước, xả xô nước dội cho người ta, phước đức vô gì? Vô lượng. Vô mà gặp vậy cái bệnh cái mũi đi ra, đi tìm qua chỗ khác, trời ơi có cơ hội làm phước mà không chịu gì? Chịu làm. Mà cỡ này quên là chuyện thường. Vô rồi nhiều khi xong cái việc của mình rồi cứ để hiện trường như vậy thôi. Có không quý vị? Có. Không phải lớn tuổi mới bị đâu. Mấy thằng trẻ bây giờ cũng vậy. Cũng bị, vì nó làm xong là nó vuốt máy, nó lo, nó bấm máy rồi nó quên cái vụ kia. Quý vị thấy không? Kẻ ác nó ở sau lưng. Quý vị đòi tới 30 phút mà tôi nói nãy giờ chưa được 10 phút mà kẻ ác nó nói thôi, thôi. Thầy nói cái tiếp theo, những niềm vui đó là quý vị có được những điều kiện để sống và tự chủ cho cuộc đời mình ở những năm cuối gì? Cuối đời, mà không phải lệ thuộc con nào thằng gì? Thằng nào. Không phải nhìn mặt thằng nào để đi chùa. Không phải nhìn mặt con nào để gì đây? Đóng cửa đi, đi chùa. Đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Đó là niềm vui. Hồi nãy thầy nói bệnh đau, nếu bệnh đau nó đến, người tu Phật biết đó là một phần. Phật dạy sanh, lão, bệnh, tử. Bệnh nó đến tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mình. Chữa được chừng nào thì chữa. Nó lành hay không lành kệ nó. Chữa là mình cứ chữa. Tiền nhiều chữa theo kiểu tiền nhiều. Tiền ít chữa kiểu tiền ít. Uống lá đu đủ á sầu đông, uống lá gì nếu điều kiện mình có, tới đâu mình làm tới đó. Chữa thì cứ chữa. Đừng bỏ nó. Tại vì nó với mình cùng đi suốt đời với nhau mà. Người ta mới bệnh mình bỏ người ta đâu có được. Nó đi với mình nghèo, khổ, giàu, có, đói, kém, vinh, nhục. Lên voi xuống chó, bây giờ nó bệnh cái mình bỏ nó đâu được. Cũng chữa. Nghe nào? Cũng chữa.
tùy điều kiện, nhưng mà dứt khoát đừng sợ hãi, không tham luyến, không bàng hoàng, không bấn lên ai chỉ đi Tây Ninh lại cái này, ai chỉ đi gì đây, chùa Bà lại cái kia, hốt cái nọ. Không. Niệm Phật được thì niệm, lại Phật được thì gì? Lại thuốc, men, tiền, bạc có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu. Uống cứ uống, chữa cứ chữa. Nhưng nó lành hay không lành, đừng có gì, phải gì, lo lắng gì cả. Vì bệnh đau là một phần của đời sống của kiếp gì? Kiếp người. Có điều, bạn lạc quan, bạn hiểu biết và bạn có bản lĩnh thì nó như một người khách. Nó chả phải là mình. Và nếu bạn niệm Phật ở một mức độ mà ngon lành rồi thì cái sự thống khổ về cái đau nó cũng giảm nhẹ rất gì? Rất nhiều. Thuốc cứ uống nhưng mà niệm Phật cứ gì? Cứ niệm. Đừng nghe em chú dạy mà chỉ niệm Phật không uống thuốc là người ta bắt em à. Và con cái chồng con quý vị lên bắt thầy à? Không có. Thuốc cứ uống nhưng mà niệm Phật và lại Phật, nếu niệm mà lại Phật được, niệm cứ gì? Cứ niệm cứ lại. Và xin báo nếu ai mà đạt được tới một mức độ nào trong cái là tín nguyện hạnh rồi, thầy xin chúc mừng là người bình thường thọ khổ tới 100, thì người niệm Phật mà đạt được tới cái cảnh giới mà khá rồi đó, thì sự thọ khổ của họ cao tay 5%, 10% thôi, không có nhiều. Còn cái người mà chưa từng có được cái năng lượng của sự niệm Phật, lãnh nguyên gói rất khổ sở. Và bàng hoàng, sợ hãi, tham luyến những thứ mà mình sẽ chuẩn bị chia gì? Chia tay, nghe nào? Rồi không biết là em đi đâu, em về đâu, không biết. Nhưng mà mình tu một đời, mình biết mình sẽ đi về gì? Về đâu? Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung hân nguyện về tịnh gì? Tịnh độ cơ mà. Bệnh tật, tôi nói, tôi và quý vị đều bình đẳng như nhau. Cái chết, tôi và quý vị đều bình đẳng như gì? Như nhau. Bệnh nặng, bệnh nhẹ nó đến gõ cửa đời ta, tôi và quý vị đều bình đẳng như nhau. Nó không nể thằng này đâu. Quý vị nghe kịp không? Không phải bệnh nó tới nó thấy áo vàng này nó ngán đâu. Không. Áo vàng cũng vô nằm nhà thương bình thường. Cũng có thể nó đè ra nó mổ bình thường. Nghe nè. Và mổ mà không xong thì cũng có thể giác hòm về bình thường. À, giác hòm về thì gọi là kêu giác linh. Giác linh. Giác hòm. Cho nên không sợ hãi, không bàng hoàng, không tham luyến, không bấn loạn. Mày chơi tới đâu, tao chơi tới gì đây? Tới đó. Quý vị nghe không? À, nhưng mà muốn nói được câu này và muốn chơi thật được câu này thì bản lĩnh của mình đủ sức để vượt qua được nó. Và mình phải mạnh hơn nó và cao hơn nó, và mạnh hơn nó cao nó. Đó là đạo lực tu tập của mình. Chứ còn nghe thầy nói vậy mà về trời, ông nói vậy mà tôi niệm nó vẫn đau mà nổi trời đau quá trời. Tại vì em chơi chưa đúng hàng thôi. Chứ em chơi đúng gì đấy? Đúng hàng và đúng cảnh giới rồi, không xi nhê gì đâu. Tới bao nhiêu ta tiếp chiêu bấy nhiêu. Vì cái cửa này không em nào không qua. Cho nên quý vị phải đủ bản gì? Bản lĩnh. Để gì? Để bệnh tật khi nó đấm vào đời mình, ok, đấm nữa đi. Đấm nữa đi. Vì khi có tao là đã có mày rồi mà.
tao có sanh ra thì tao sẽ có gì? Bệnh, sẽ có lão và có gì? Có tử. Sanh lão bệnh tử là chuyện nó nằm với chính gì? Chính mình. Có gì đâu mà mình phải nói. Cho nên thầy mong rằng ít nhiều quý vị cũng có duyên với Phật. Đó là niềm vui. Ít nhiều cũng có được chút chút công đức. Đó là niềm vui. Ít nhiều mình cũng phải có chút bản lĩnh để khi đối diện với những đáp số thật của kiếp người, đừng né tránh, cũng không thể chạy trốn. Chạy đi đâu? Mày có sanh ra là mày sẽ có chết gì? Chết đi. Mày có thân này là mày sẽ có bệnh tật. Chạy đi đâu? Không chạy. Thế là gì? Chơi. À, sống chơi, tu chơi, bệnh chơi, rồi chết gì? Chết chơi vậy thôi. À, xin mời.